Tình cũ của Ngô Nhị Phàm bật khóc khi được cầu hôn ở tuổi 25. Chiều 3 tháng 7, học trò của Lisa, Tần Ngô Chính Uy đã chính thức đính hôn với nam diễn viên Khổng Ngữ Hạo, phim An Lạc Truyện. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1998 đăng tải hình ảnh cô được tài tử họ Khổng cầu hôn kèm dòng chú thích: "Em đồng ý, buổi lễ đính hôn vui vẻ, em yêu anh." Nguồn tin cho biết thêm hôn phu của Tần Ngô Chính Uy đã chuẩn bị một buổi lễ đính hôn hoành tráng nhưng không kém phần lãng mạn. Trong bối cảnh lung linh, nam diễn viên sinh năm 1997 quỳ gối cầu hôn người thương, Tần Ngô Chính Uy đã bật khóc trước tấm chân tình của đàn trai đón nhận nhận đính hôn trong niềm hạnh phúc trào dâng. Tần Ngô Chính Uy từng tham gia show Thanh Xuân Có Bạn Hai, là học trò của Lisa. Hồi năm 2019, cô chiếm sóng mạng xã hội sau khi lộ ảnh hẹn hò với Ngô Diệt Phạm. Thời điểm ấy, cô bị người hâm mộ của thành viên EXO công kích thậm tệ. Sau khi không còn dính dáng tới Ngô Diệt Phạm, Tần Ngô Chính Uy mới bất ngờ chia sẻ rằng cô từng chịu nhiều áp lực trở nên trầm lặng sau khi lộ chuyện hẹn hò với nam ca sĩ tài tiếng. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.